Trời Đế Thích Thưa, Bạch Đức Thế Tôn, theo như con hiểu, nghĩa Phật nói hai nhóm phước đây, người sau nhiều hơn. Vì cớ sao? Vì các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác, quán thấy các loài hữu tình đối với thiết lợi la của chư Phật mà cúng dường cung kính, thì sẽ được độ thoát. Nên khi sắp vào Niết Bàn, các ngài dùng lực, kim cương dụ, tam ma địa, đập nát thân kim cương vụn như hạt cải, lại dùng thần lực đại bi sâu rộng gia trì vào thiết lợi la như thế, khiến cho hữu tình đối với Như Lai sau khi vào Niết Bàn có được một hạ lượng bằng hạt cải, cúng dường cung kính thì được phước vô biên, ở trong trời người hưởng nhiều sự giàu sang an lạc cho đến cuối cùng trừ sạch các khổ. Vậy nên kẻ chia cho người phước ấy thủ thắng hơn. Bấy giờ Phật bảo Trời Đế Thích: Hay thay, hay thay, đúng như ông đã nói, này Kiều Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật Đa này cũng là như vậy. Nếu tự thọ trì so với bố thí cho người truyền bá cùng khắp, thì hai nhóm phước đây người sau nhiều hơn. Vì cớ sao? Vì người bố thí hay khiến cho vô lượng vô biên hữu tình được pháp hỷ. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, nếu có người nào đối với nghĩa thú của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đây đã nói như thật, vì người phân biệt giải nói khiến cho họ được hiểu chân chính, thì vị ấy được nhóm phước thù thắng hơn công đức bố thí kia gấp trăm ngàn lần. Này Kiều Thi Ca, phải kính vị pháp sư này như kính Phật, tôn trọng bậc đại trí đồng phạm hạnh cũng như Phật. Vì cớ sao? Này Kiều Thi Ca, phải biết rằng vì Bát Nhã Ba La Mật Đa tức là chư Phật, phải biết chư Phật tức là Bát Nhã Ba La Mật Đa, phải biết Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng khác chư Phật, phải biết chư Phật chẳng khác Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao vậy? Vì ba đời chư Phật đều nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa tinh chuyên tu học mới chứng được vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Hoặc những người tu phạm hạnh theo chủng tánh thanh văn độc giác cũng nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa tinh chuyên tu học mà được quả thanh văn độc giác Bồ Đề. Bồ Đạc Già La chủng tánh Bồ Tát cũng nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa tinh tấn siêng năng tu học, vượt các bậc thanh văn và độc giác, chứng vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, lần lượt tu hành các hạnh Bồ Tát, được trụ bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Vì vậy, này Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn được hiện tiền, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen chư Phật Thế Tôn, thì nên biên chép kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Này Kiều Thi Ca, khi mới thành Phật, ta quán nghĩa này, suy nghĩ như vậy, ta nên nương trụ ai, ai có thể nhận sự cúng dường, cung kính của ta. Khi nghĩ như vậy, ta đều chẳng thấy có các thiên ma phạm và nhân phi nhân nào của thế gian ngang hàng với ta, cũng nữa là hơn ta. Ta lại suy nghĩ như vậy, ta đã nương pháp đây mà chứng được vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, pháp đây sâu xa mầu nhiệm vắng lặng, ta phải nương lại pháp đây mà an trụ, cúng dường cung kính, đó chính là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Kiều Thi Ca, ta đã thành Phật, song vẫn phải nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, cúng dường cung kính, huống nữa là các thiện nam tử, thiện nữ nhân, muốn cầu vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, mà lẽ nào chẳng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đây, tinh tấn siêng năng tu học, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Vì sao vậy? Này Kiều Thi Ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đây năng sanh ra chúng đại Bồ Tát. Từ chúng đại Bồ Tát đây sanh ra các Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương vào các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác thanh văn độc giác mới được sanh ra. Do vậy, này Kiều Thi Ca, hoặc Bồ Tát thừa, hoặc độc giác thừa, hoặc thanh văn thừa, hoặc các thiện nam tử, thiện nữ nhân, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa đây, đều nên chuyên cần tu học, dùng vô lượng phẩm vật thượng diệu như tràng hoa cho đến đèn sáng, mà cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Hết quyển thứ 430.